Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Trong chương trình Thời sự Thế giới của ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Nga phóng tên lửa con trai của quỷ Satan trong tập trận hạt nhân. Căng thẳng dồn dập, Ukraine điều thêm quân tới sát biên giới Belarus. Ukraine cảnh báo bao vây Nga ở Kherson. Ukraine phát video kêu gọi các binh sĩ Nga hãy đầu hàng. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga phóng tên lửa con trai của quỷ Satan trong tập trận hạt nhân. Kính thưa quý vị, quân đội Nga đã tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong cuộc diễn tập hạt nhân chiến lược Drone 2022. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những hình ảnh đầu tiên về cuộc diễn tập hạt nhân chiến lược Drone Sấm Sét 2022. Trong đó, quân đội Nga đã tiến hành bắn thử nghiệm các tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars. Diễn tập Drone là cuộc diễn tập thường niên do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của những vũ khí chiến lược như tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. RS-24 Yars là một trong những tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hiện đại nhất của Nga và là biến thể cải tiến của dòng tên lửa Topol-M. Với chiều dài 20,9m, đường kính 2m, trọng lượng phóng 49 tấn, tầm bắn tối thiểu 2.000 km, tối đa 11.000 km. RS-24 Yars được thiết kế đặt trên bệ phóng cơ động nên khả năng di chuyển rất linh hoạt. Theo các chuyên gia quân sự Nga, tên lửa Yars sở hữu tốc độ bay vượt trội so với các loại tên lửa đánh chặn hiện hành và có khả năng thay đổi độ cao lẫn hướng bay một cách linh hoạt. Vì vậy, các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn Yars tấn công mục tiêu. RS-24 Yars có thể mang từ 4 cho đến 6 đầu đạn hạt nhân 300 kiloton có đủ sức hủy diệt mọi mục tiêu của đối phương. Chính vì uy lực và những khả năng tác chiến vượt trội trên, tên lửa RS-24 Yars được mệnh danh là con trai của quỷ Satan. Căng thẳng dồn dập, Ukraine điều thêm quân tới sát biên giới Belarus. Ukraine tuyên bố đưa thêm binh sĩ tới biên giới phía bắc với Belarus trong bối cảnh hai bên thời gian liên tục cáo buộc phía còn lại có kế hoạch động binh. RT đưa tin, quan chức thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Alexei Gromov vào ngày 27 tháng 10 cho hay nước này đã dồn quân lên khu vực biên giới với Belarus. Dù Kiev hiện chưa thấy có dấu hiệu nào cho thấy mình đang huy động lực lượng tấn công vào Ukraine. Và lúc này, chúng tôi chưa quan sát thấy Belarus điều lực lượng tấn công Ukraine, nhưng chúng tôi đã dồn thêm quân về khu vực biên giới phía Bắc, ông nói. Quan chức Ukraine cho rằng tình hình hiện tại vẫn tồn tại những mối đe dọa và chúng sẽ vẫn tiếp diễn trong thời gian tới. Ông cam kết phía Kiev sẽ theo dõi sát sao tình hình ở khu vực biên giới với Belarus. Phát biểu của ông Gromov diễn ra trong bối cảnh Belarus và Ukraine trong thời gian qua nhiều lần cáo buộc lẫn nhau có hành động khiêu khích quân sự ở biên giới hai nước. Ukraine cáo buộc Belarus đã thực hiện một cuộc huy động quân sự bí mật, điều mà Minsk đã bác bỏ. Belarus từng thừa nhận tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga, nhưng có vai trò hạn chế. Minsk nói đang ngăn chặn cuộc xung đột lan sang lãnh thổ, trong khi bảo đảm rằng không ai sẽ bắn sau lưng người Nga từ lãnh thổ của Belarus. Belarus khẳng định binh sĩ của họ không tham gia trực tiếp vào chiến dịch của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào tuần trước khẳng định nước này sẽ không tham gia vào một cuộc xung đột quân sự trừ khi các quốc gia khác xâm phạm lãnh thổ của họ. Chúng tôi sẽ không đưa quân tới nước nào hết, không có cuộc chiến nào lúc này. Chúng tôi không cần đến điều đó, ông Lukashenko cho hay. Hồi đầu tháng, Nga và Belarus đã đồng thuận triển khai một lực lượng quân sự hiệp đồng nhằm đối phó với tình hình căng thẳng ở khu vực biên giới. Minsk nói, Nga đã đưa hàng ngàn quân nhân, 170 xe tăng, 200 xe thiết giáp, 100 hệ thống pháo tới Belarus như một phần của lực lượng chung giữa hai nước. Ông Lukashenko cũng từng cáo buộc Ukraine lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Belarus, điều mà Kiev bác bỏ. Ukraine cũng cáo buộc rằng động thái của Belarus có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm khiêu khích Kiev. Trong khi đó, quân đội Anh cho rằng việc Nga cử binh sĩ tham gia lực lượng hiệp đồng ở Belarus chỉ là một cách để tung hỏa mù nhằm đánh lạc hướng chú ý khi Ukraine đang phản công mạnh ở miền Nam. Ukraine cảnh báo bao vây Nga ở Kherson.
Nếu lực lượng Nga cố thủ lâu ở Kherson, họ có thể bị bao vây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo. Tôi không thấy dấu hiệu nào rằng Nga sẽ rút lực lượng ra khỏi Kherson. Đây chỉ là một chiến thuật thông tin. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Corriere della Sera của Italy vào ngày 27 tháng 10. Ông nói thêm, họ không sẵn sàng rút khỏi Kherson, nhưng họ cũng nhận thức được rằng nếu chúng tôi phản công thành công, họ sẽ không còn đường lui. Họ ý thức được tình thế nguy hiểm này. Nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng quân đội nước này có thể đánh bại lực lượng Nga ở Kherson. Với chúng tôi không muốn công bố mọi thông tin, nhưng điều quan trọng là chúng tôi sẽ đến đó, đưa người dân ra khỏi một số khu vực nguy hiểm, ông Zelensky nêu rõ. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Nga di tản hàng chục ngàn người dân Kherson trong những ngày gần đây, ông Zelensky cho rằng đây chỉ là bề nổi, thực tế Nga vẫn giữ lại binh sĩ được đào tạo bài bản nhất. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng nhận định Nga đang củng cố các vị trí ở tả ngạn sông Dnipro ở Kherson. Đối phương đang cai khỏa vào các vị trí của chúng ta dọc theo đường liên lạc, củng cố lực lượng ở một số mặt trận, đặc biệt ở tả ngạn sông Dnipro, ra sức triển khai trinh sát ở đây, Bộ Tổng tham mưu của Ukraine cho biết. Trước đó vào ngày 26 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Tretyakov đánh giá nếu quân đội Ukraine tấn công quy mô lớn vào Kherson, lực lượng Nga sẽ không mạo hiểm cố thủ lâu trong thành phố khi hầu hết cầu bắc qua sông Dnipro đã bị Kiev phá hủy hoặc kiểm soát. Với Nga, cố thủ lâu dài ở Kherson là rủi ro thực sự. Họ sẽ mất cơ hội rút khỏi thành phố như những gì đã xảy ra ở Kharkov, ông Tretyakov nhận định. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tốc độ phản công của Ukraine đang chậm lại vì lý do thời tiết và địa hình. Hiện tại, một số điều kiện thời tiết kém thuận lợi, cụ thể là mưa, đã làm chúng tôi chậm lại. Tuy nhiên, chúng tôi đang sử dụng chiến thuật tiến chắc, từng bước tái kiểm soát những ngôi làng, khu định cư. Chúng tôi tiến từng mét, có lúc hàng km. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch, ông Tretyakov nói. Kherson hiện là mặt trận nóng nhất giữa Nga và Ukraine. Giới chức quân đội Ukraine cảnh báo một trận đánh lớn có thể sắp diễn ra ở Kherson. Ukraine đang tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho một đợt phản công quy mô lớn, trong khi Nga cũng tăng cường phòng thủ, biến Kherson thành một pháo đài. Nga kiểm soát Kherson, miền nam Ukraine, từ tháng 3 năm nay. Kherson vốn là một trung tâm công nghiệp với sông và cảng biển lớn. Nó đóng vai trò là cửa ngõ của Ukraine đến Biển Đen và bán đảo Crimea. Với vị trí chiến lược đó, Kherson được coi là mục tiêu quan trọng mà cả Nga và Ukraine đều muốn nắm giữ. Hãng thông tấn TASS vào ngày hôm qua dẫn lời ông Vladimir Sodov, người đứng đầu chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm cho hay. Tình hình ở khu vực Kherson hiện ổn định, tần suất các vụ pháo kích đã giảm đáng kể, lực lượng của Ukraine không còn cố phản công. Ukraine phát video kêu gọi các binh sĩ Nga hãy đầu hàng. Quân đội Ukraine đã tiếp tục đưa ra các lời kêu gọi các binh sĩ Nga đầu hàng để bảo vệ tính mạng. Một trong những điểm mới là các binh sĩ Nga ra đầu hàng sẽ được ghi nhận là tù binh chiến tranh chứ không phải là hàng binh. Như thế, tránh cho họ và gia đình khỏi bị nhà cầm quyền Nga trừng phạt. Quân đội Ukraine đã kêu gọi những người lính Nga bị ném vào lò sát sinh hãy tìm cách thoát chết bằng cách tự nguyện đầu hàng. Một đoạn video được chia sẻ trên tài khoản Twitter của Bộ Quốc phòng Ukraine vào hôm thứ Ba đề nghị cho quân xâm lược được tị nạn và trả tiền cho vũ khí và thiết bị nếu họ đồng ý ngừng tham gia cuộc chiến đẫm máu của Tổng thống Putin bằng cách ra đầu hàng. Video nói, bạn đang ở trên lãnh thổ của một quốc gia xa lạ và tham gia vào các tội ác chiến tranh của giới lãnh đạo Nga. Mỗi ngày bạn đều bị ném vào lò sát sinh. Đối với chỉ huy của các bạn chỉ là những thứ có thể chi tiêu, không ai đếm các tổ thất. Hãy tự hỏi bản thân câu hỏi, bạn đang chiến đấu vì điều gì? Vì sợ các vị lãnh đạo mất quyền lực chăng? Hay để bảo vệ cho lối sống xa hoa của họ, được xây dựng trên số tiền bị đánh cắp từ bạn và gia đình của bạn? Hay để bảo vệ cho sự ngu ngốc và kém cỏi của họ? Quân đội Nga sau đó được khuyến khích nghĩ về gia đình của họ và đầu hàng theo sự sắp xếp trước để tránh hậu quả. Các binh sĩ được hứa rằng họ sẽ được ghi nhận là bị bắt trong chiến đấu, là điều mà Ukraine cho biết sẽ giúp cho họ tránh được các hình phạt hình sự và được trả lương phục vụ khi trở về Nga. Tháng trước, ông Putin đã ký một đạo luật quy định mức án tù lên đến 10 năm đối với quân đội Nga tự nguyện đầu hàng Ukraine, theo đài Âu Châu Tự Do. Luật này cũng cấp quốc tịch Nga cho bất kỳ người nước ngoài nào tình nguyện phục vụ trong quân đội Nga. Chỉ huy các lực lượng vũ trang của Ukraine đề nghị các bạn ra đầu hàng và trở về nhà, đoạn video của Ukraine cho biết.
Chúng tôi bảo đảm tuân thủ các công ước Geneva liên quan đến các tù binh chiến tranh. Tất cả những người đầu hàng đều được ghi danh là đã bị bắt trong chiến đấu. Điều này cho phép các bạn tránh bị các cơ quan an ninh, đặc biệt là của Nga bắt bớ và bảo đảm rằng tất cả các khoản thanh toán đến hạn sẽ được trả cho các bạn. Những binh lính vẫn sợ hãi sự đàn áp của chính quyền Nga và không muốn quay trở về nhà, được đề nghị bảo vệ và xin tị nạn trên lãnh thổ Ukraine. Họ cũng được cung cấp một phần thưởng tiền xứng đáng để đổi lấy vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược cho quân đội Ukraine. Đoạn video kết thúc với lời kêu gọi binh lính Nga gọi đường dây nóng suốt ngày đêm để thu xếp việc đầu hàng của họ. Ngoài ra, quân đội có thể sử dụng chatbot "Tôi muốn sống" trên Telegram. Đây không phải là một sự phản bội, video nói. Đây là phản ứng bình thường của những người bình thường đối với một cuộc chiến tranh tội phạm. Điều này tốt hơn là trở thành một người chết ở vùng đất xa lạ. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, một số lượng đáng kể binh sĩ Nga đã gọi đến đường dây nóng của Ukraine để thu xếp việc đầu hàng kể từ khi ông Putin ra lệnh điều động một phần quân đội vào tháng trước. Nhiều video có chủ đích cho thấy quân đội Nga đầu hàng ở Ukraine cũng đã xuất hiện trên mạng. Newsweek đã liên hệ với chính phủ Nga để đưa ra bình luận. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.